Thưa quý vị, từ 18 giờ chiều 10 tháng 3 đến 18 giờ chiều nay 11 tháng 3, toàn tỉnh ghi nhận thêm 1.160 ca COVID-19. Trong đó, 856 ca được phát hiện khi cách ly tại nhà, 60 ca tại cơ sở cách ly tập trung, 244 ca phát hiện trong cộng đồng. Theo báo cáo, đối tượng nhiễm COVID-19 nhiều nhất nằm trong độ tuổi từ 18 đến 49 tuổi, chiếm hơn 50%. Tiếp đến là nhóm từ 5 đến 11 tuổi, chiếm khoảng 30%. 244 ca ghi nhận trong cộng đồng, có 107 ca tại huyện Sư Mộc, 46 ca tại huyện Côn Đảo, 33 ca tại huyện Châu Đức, 20 ca tại thành phố Bà Rịa, 19 ca tại huyện Lâm Điền, 12 ca tại thị xã Phú Mỹ, 4 ca tại thành phố Vũng Tàu và 3 ca tại huyện Đất Đỏ. Cả tỉnh hiện có 442 ca đang điều trị tại bệnh viện với 69 ca nặng. Trong 24 giờ qua, có 12 ca điều trị tại nhà phải chuyển vào điều trị. Cả tỉnh đang có 14.198 ca điều trị tại nhà. Tỷ lệ bệnh nhân điều trị khỏi hiện là 85,9%.